bước lên. Rồi xong rồi Su Su dẫn bạn ra ngoài kia, đi thẳng ra ngoài luôn, có chú Hùng đó. Rồi tiếp theo Khánh Linh, Khánh Linh đi lên. Rồi rồi Khánh Ngọc lên diện trước không, lên vào giữa nha, từ đó con đi xéo vào giữa sân khấu luôn. Rồi đừng nhìn cô đang thẳng xuống. Rồi diễn đi, chống tay lên nè. Đúng rồi, xong rồi quay một vòng, nắm tay lên. Rồi về chỗ cũ nào. Khánh Linh, Khánh Linh không có nhúc nhích liên tục, lễ lên phải nhẩm 1 2 3 cho người ta chụp ảnh ở gần gần nhau. Rồi 1 2 3 bước lên. Thực sự chị Xuân Lan đang rất là chuyên nghiệp, bởi vì đây là một cuộc họp báo về tuần lễ thời trang trẻ em, và đây là đạo diễn của chương trình Nguyễn Ngọc Lâm. Xuân Lan không mang ông xã tới đây khoe, đây là chồng của cô giáo Xuân Lan hoặc là chồng của chủ tịch công ty Thiên Ân Xuân Lan Academy thì không phải, nhưng mà đây rõ ràng đây là một đạo diễn rất là tài năng mà mình có thể mình mời được để đồng hành vào trong chương trình. Và thực ra anh Lâm có những kiến thức về sân khấu, về hiệu ứng, và anh Lâm tương tác được với rất là nhiều những anh chị mà có những cái công nghệ. Thì cái show diễn lần này là cái show diễn mọi người sẽ thấy cái sự thay đổi đó. Bản thân một mình Xuân Lan với làm một cái tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam thì từ xưa đến giờ, một là ra ngoài những cái phong cảnh đẹp ở những địa điểm du lịch, hai là cái sạn runway thôi, cách rất là bình thường, rất là cơ bản và nó theo tiêu chuẩn của International Fashion Week. Nhưng mà lần này đặc biệt hơn, ngoài cái ánh sáng tiêu chuẩn của cái Fashion Week thì mình còn có những cái công nghệ tương tác rất là đặc biệt từ Trivial, công ty First. Đây là những công nghệ gọi là team lab từ Nhật Bản họ đem về, và họ sẽ đem tới để set up tại White Palace Hoàng Thân Thụ, để chúng ta sẽ có một không gian thực sự tuyệt vời cho tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam tháng 7 năm 2020. Làm tổ chức đám cưới là tại vì thật ra thì mình rất là sợ những câu chuyện mà khoe nhau, khoe trước, nói trước lúc không tới. Với lại câu chuyện của mình làm giờ sau rất là nhiều biến cố thì có một cái gia đình mà để bình yên cho bản thân mình, đó là cái điều mình rất là mong muốn và rất là quý. Thì hơn ai hết cái đám cưới chỉ có 50 người thân nhất của cả hai bên và cả bố mẹ gia đình hai bên thì Xuân Lan tổ chức một cách bí mật cho đến trước cái giờ cưới, trước giờ mà làm hôn lễ. Thì Xuân Lan mới nhờ bạn Xuân Đức đây áp đăng Xuân Đức và Nam Trung là hai người âm thầm đi theo hai vợ chồng đi ra ngoài Đà Nẵng chụp ảnh cưới, xong rồi làm âm binh cho tới trước giờ đám cưới 1 tiếng đồng hồ. Thì Xuân Lan mới nói là thôi bây giờ phóng viên này nọ cũng đã nghe, cũng đã biết, là tại vì chắc chắn các bạn bè ở trong cái lễ cưới đó cũng sẽ chụp hình, cũng sẽ livestream, cũng sẽ gửi, thì bắt công là cái hình ảnh của mình nó sẽ không như ý mình mong muốn, thì thôi các bạn bấm lên cái album đi. Thì lúc mà mọi người share album thì có mấy người nói là ủa Xuân Lan đang làm MV gì, đang quay cái gì, không có tin mình đi lấy chồng. Và lúc mà có mấy người xác nhận mình đi lấy chồng thì thực sự rất là sốc. Nhưng mà Xuân Lan nghĩ đó là một cái điều hết sức tuyệt vời, thì Xuân Lan giữ được cho tới cái phút đó, cái đám cưới của mình không quá ồn ào, không có bị không có bị gọi là bị can thiệp nhiều về truyền thông, về những cái sự mà bình luận này nọ của khán giả. Nhưng mà may mắn sau đó thì tất cả những người biết tin thì đều chúc phúc cho cả hai vợ chồng và cho bé thỏ. Xuân Lan nghĩ đấy là một cái niềm hạnh phúc rất là lớn, tại vì trong một cái câu chuyện nào đó, nhất là nghệ sĩ, khi mà hôn nhân thành đôi là chia tay gì thì người ta cũng hay nói ra nói vào, có người nói tốt, có người phản cảm, nhưng mà cũng có người phản bác lại, cũng có người bắt bẻ nghệ sĩ hay thế này thế kia. Cái lý do mà Xuân Lan không muốn cái hình ảnh gia đình của mình đã bị ảnh hưởng quá nhiều. May mắn là tất cả những cái người sau đó biết tin thì đều chúc phúc, đều rất là mừng cho hai vợ chồng. Thì Xuân Lan rất là cảm ơn khán giả về cái câu chuyện là luôn luôn chia sẻ, luôn luôn thấu hiểu và chúc mừng, gửi lời chúc mừng đến cho Xuân Lan. Chị có cảm thấy áp lực gì khi mà mình phải
nấu à, thực sự thì áp lực thì học áp lực, mà tại vì cái thời gian từ khi quen biết nhau cho tới lúc kết hôn thì cái thời gian cũng khá nhanh à, nhưng mà mình cảm thấy đủ, bởi vì Xuân Lan luôn luôn đi tìm một người đàn ông dành cho gia đình, mong muốn trở thành người đàn ông của gia đình, bởi vì Xuân Lan xác nhận là để yêu đương lãng mạn thì mình không còn tuổi yêu đương lãng mạn nữa, mà nếu có thì mình cần một người đàn ông của gia đình để làm cho mình cảm thấy vững tâm và giúp mình chia sẻ cũng như là nuôi dạy bé thỏ theo cái cách của một người đàn ông, có một người cha trong gia đình. Thì anh Lâm cũng là một cái người đi tìm một cái gia đình sẵn có để được kết nối để thành người đàn ông trong gia đình, thì cái điều đó là cái điều tiêu chí gặp nhau rất là lớn. Anh Lâm sẵn sàng, anh Lâm mong muốn trở thành một cái người cha, một cái người chồng rất là tốt. Thì Lâm đề nghị là thôi để anh làm chồng và anh sẽ dạy con, bây giờ con là con ruột của anh thì anh sẽ dạy con, anh sẽ giúp em để có những một cái sự mạnh mẽ của một cái người chồng, và cái giáo dục của bé thỏ từ khi mà có anh Lâm xuất hiện thì bé thỏ có những cái thời gian để chơi những trò chơi cảm giác mạnh, chơi bao pin rồi chơi leo trèo hay là chuột ván hoặc đi bơi hoặc là những cái mạo hiểm hơn là chơi búp bê với công chúa trong cái sự an toàn của mẹ, thì bé rất là thích và cũng cảm thấy đó là một cái sự trải nghiệm mà bản thân mình, thực ra khi mà mình làm single mom thì mình luôn luôn giữ những cái gì an toàn nhất, không bao giờ cho tai nạn có thể xảy đến, không bao giờ để cho bất cứ một cái rủi ro nào có thể ập tới cả. Nhưng mà với một người đàn ông bản lĩnh thì khác, con có thể trải nghiệm và con có thể tự xử lý tình huống. Đó là hai cái cách giáo dục khác nhau. Thời gian đầu thì có hơi cái kiểu mà hơi đụng chạm với nhau một chút, nhưng mà sau đó Xuân Lan cảm thấy bé thỏ rất là thích trong những cái tương tác mới, thì bây giờ Xuân Lan cảm thấy yên tâm và có thể lâu lâu gửi con nhờ chồng mà dạy, xong rồi nhờ ông bà chăm để Xuân Lan đi công tác xa, thì bây giờ hoàn toàn yên tâm. Hai vợ chồng gặp nhau trong cái lúc đi casting diễn viên cho phim Thanh Sói, một dự án điện ảnh mới sau Hai Phượng của Ngô Thanh Vân. Anh Lâm là một diễn viên Hollywood, anh Lâm là cái người mà sản xuất những cái bộ phim đình đám cho Ngô Thanh Vân, và anh Lâm đã tham gia rất là nhiều dự án điện ảnh từ rất là lâu, từ 20 mấy 30 năm trước, và anh Lâm là đạo diễn của anh Lâm đạo diễn và sản xuất của những cái phim mà lúc anh Lâm làm là ở hải ngoại á, thì những cái phim đấy được tiếng vang rất là lớn trong giải Oscar, nhưng mà vì cái lý do tế nhị nên không có được chiếu ở Việt Nam. Có nghĩa đây là một cái người rất là tài trong điện ảnh, đây là một cascader rất là giỏi của Hollywood, đây là một diễn viên rất là giỏi. Thì lúc mà ngồi ban giám khảo thì Xuân Lan không biết anh Lâm là ai, anh Lâm cũng không biết cô này là ai, nhưng mà đem khoai lang, đem chuối nấu ra mời nhau ăn thì cảm thấy hơi lạ lạ một chút. Xong rồi Xuân Lan mới nói là thấy quen, bắt đầu về kết nối, thì kết nối xong mới tìm hiểu thì mình cảm thấy hợp. Thì với Xuân Lan thì thực ra rất là đơn giản, khi hợp mình mở lòng thì mình sẽ có cơ hội để mình tìm hiểu, và tìm hiểu được thì mình sẽ có câu chuyện hạnh phúc. Xuân Lan không có ngại những cái vết thương cũ để cho mình đóng cái tinh thần của mình lại, đóng cái cơ hội yêu đương của mình lại, đóng trái tim mình lại, thì không phải. Tại vì trong cuộc đời người ta phải có nhiều va vấp, phải có nhiều cái trải nghiệm, mà mỗi cái trải nghiệm đó làm cho mình trưởng thành hơn, mình rút kinh nghiệm hơn. Thì cuối cùng là sau rất là nhiều va vấp thì cuối cùng may cho tới giờ Xuân Lan đã tìm một cái người đúng như ý mình mong muốn của một người đàn ông của gia đình. Tức là anh của mình có cái đồng tiền mà mình chung trong mong là gì? Suốt một thời gian dài thì đồng mình lại rồi, rất là khó. Xuân Lan thấy là một cái người đàn ông mềm mại, chân thành và không biết nói dối. Đó là cái điều mình thích nhất, tại vì mình sợ những người đàn ông nào mà cái miệng càng nói giỏi, càng nói ngọt thì cái câu chuyện sau lưng thường thường là hay bị ngược lại. Còn những người đàn ông không biết nói dối á, có thể nói những cái điều mình nghe không có đẹp, không có nghe những cái lời không lọt tai, nhưng mà câu chuyện đó là câu chuyện chân thật. Và những cái cách khi anh tương tác, anh chăm sóc cho Xuân Lan, chăm sóc cho bé thỏ, thì nhất là khi mà Xuân Lan quan sát anh chăm sóc cho bé thỏ thì Xuân Lan cảm thấy đây là những cái tình cảm chân thật. Còn có một số người trước đó thì họ nói là họ sẽ lo cho thỏ, họ take care cho thỏ, họ chăm cho thỏ, nhưng mà thực ra cái sự quan tâm hoàn toàn không có. Thì cái câu chuyện đối với Xuân Lan là câu chuyện bé thỏ vẫn là số 1.
vẫn là cái điều quan trọng nhất trong cuộc sống này, và bé Thỏ luôn luôn là chọn lựa hàng đầu. Thế nên khi mà Thỏ cảm được, Thỏ cảm nhận là Thỏ được yêu thương, Thỏ được an toàn, thì Xuân Lan sẽ cảm thấy an toàn với lại cái hạnh phúc của Thỏ. Còn những người nào mà cảm thấy đó là một cái điều giả dối, cái điều miễn cưỡng với Thỏ, thì Xuân Lan sẽ không làm. Có chứ, hỏi con cảm thấy là con rất là thích, con rất là mến, và con cảm thấy đây là lúc đó con nói là bác Lâm rất là thật, con thích. Xong rồi Thỏ về có khoe với bà ngoại là con cảm giác hai người này có vẻ sắp cưới nhau tới nơi rồi. Thỏ đã gọi ba từ lâu rồi, từ trước khi đám cưới rồi. Bé tự kêu bởi vì cái lúc mà cái nhà của anh Lâm ở cái địa chỉ cũ là cái ngôi nhà ở trên tầng 35, thì nói 35, cái nó nói kìa bấm số 35, cái anh Lâm mới nói là con bác tưởng con kêu 35 là kêu bằng 35. Nó nói ừ thì 35 là số 3 với số 5 thì 35, nhưng mà sau này con sẽ kêu bằng 35, nhưng mà con không có biết tên là viết bờ 3 lợm 5, mà con sẽ viết số 3 với số 5 thôi. Thì cái câu đùa của bé, nhưng mà cuối cùng hai ba con gọi nhau là bà và con là có gì. Nói hoàn hảo thì thực sự nếu mà nói hoàn hảo là không thành thật. Ở những cái mặt tích cực thì đó rất là hạnh phúc, nhưng mà có những cái giống như là cuộc sống của hai người, tại vì mới gặp nhau, mới cưới nhau có vài tháng, cuộc sống của hai người đó là một cái chuỗi quá trình hơn 40 năm của mỗi người rồi, thì ít khó có lòng thay đổi được trong một sớm một chiều. Thì làm sao để tương tác với nhau, để có nghĩa là mà cá tính ai cũng mạnh cả, ai cũng rõ ràng về cái lý trí của mình và về cái sự quyết đoán của mình thì rất là mạnh, rất là chặt, thì đó nổi tiếng rồi. Thì để làm sao để mình mềm lại, hoặc là bên kia có thể thích nghi và bên này cũng có thể tương tác, thì cái điều đó vẫn hai vợ chồng vẫn phải tìm kiếm, vẫn phải trao đổi và vẫn phải. Nhưng mà những cái lúc mà có thể có tranh luận, nhưng mà sẽ không bao giờ nó thành một cái thứ bùng phát để đổ vỡ, mà nó chỉ tranh luận để đưa ra những cái ý kiến mong muốn của hai bên, xong rồi để điều chỉnh. Thế còn nói là thực sự rất hoàn hảo thì không có gia đình nào hoàn hảo cả. Nhưng mà cái câu chuyện, những cái sự va chạm nhỏ nhỏ để rút kinh nghiệm nhau, để có thể tranh luận với nhau như vậy, nó không phải là một cái gì đó để quá ghê gớm, để mình cảm thấy đổ vỡ, thất vọng, hoặc là để mình đẩy câu chuyện đi xa. Thì với Xuân Lan bây giờ là câu chuyện dành giữ cho gia đình là nó câu chuyện rất là quan trọng. Có chứ, phải điều chỉnh rất là nhiều, bởi vì mình không còn là single mom nữa. Thời gian đầu tiên gặp nhau á, thì khi mà phản ứng về cái cách dạy con, Xuân Lan của nó là anh can thiệp vô quá nhiều cái cuộc sống của mẹ con em thì em không quen. Nhưng mà sau đó thì bắt đầu mới nói đây là chồng mình, đây là ba của con mình, thì phải thích nghi từ từ. Nhưng mà thực ra bản thân mình cũng không quen là mình đang có một người chồng, mình cũng không quen con mình có một người ba để can thiệp vô trong cái cách dạy của mình. Phải thích nghi từ từ, rồi mình phải theo dõi xong cảm thấy cái đó không sai. Mình chưa cảm thấy đúng nhưng mà cái đó không sai, thì mình vẫn quan sát con mình có an toàn hay không, và con mình có thích hay không. Nhưng cuối cùng là bé thích, và bé nói con an toàn mà mẹ. Thì cho tới bây giờ thì cái câu đầu tiên, ví dụ hai ba con chở nhau đi xe máy thì mẹ luôn gọi về hỏi con có an toàn không, nói mẹ ơi con an toàn mà mẹ. Không, chị là người mở lòng, chị là người đưa thông tin, và chị cảm thấy là cơ hội đang ở đó. Thì anh Lâm là người từ trong thành phố Hồ Chí Minh bay ra Hà Nội, lúc đó Xuân Lan đã ở Hà Nội, thì anh Lâm bay ra Hà Nội để gặp nhau ở Hà Nội, và cái thời gian để tìm hiểu nhau là ở Hà Nội. Sau khi ở Hà Nội, anh Lâm giúp cho Xuân Lan tương tác với lại sinh nhật của con lần đầu tiên và tuần lễ thời trang trẻ em tại Hà Nội và mùa vừa rồi ở Đông Anh. Thì về thành phố Hồ Chí Minh, Xuân Lan với anh Lâm lại bắt đầu tiếp tục mối quan hệ. Thì cho đến gần Giáng sinh
thì năm bảo là tôi mình cưới, thì là chuẩn bị cưới trong vòng chỉ có khoảng 2-3 tuần là đến ngày 1 tháng 1 là đám cưới. Tò mò bây giờ chị đã mất đàn ông khi mà đã có người đàn ông bên cạnh mình không? Với tình cảm thì Lưu Xuân Lan luôn luôn là người phụ nữ, bao nhiêu lần bao nhiêu mùa về chuyện tình cảm vẫn là người phụ nữ rất là mềm mại, nhưng mà trong công việc bây giờ vẫn là người đàn ông, tại vì mình cần phải quyết đoán. Giống như các bạn sẽ thấy cái tuần lễ thời trang trẻ em 300+ bé trong một đêm diễn, nếu mà mình không bản lĩnh, mình không mạnh mẽ, mình không quyết đoán thì sẽ có rất là nhiều điều xảy ra mà mình không thể kiểm soát, mình không thể xử lý được. Thì khi mà mình giữ cái bản lĩnh cứng rắn như vậy, quyết đoán như vậy và mình có cái sự kiên định của mình thì tất cả mọi thứ nó đều sẽ có cái quy luật của nó, trật tự của nó, và tất cả mọi người, các thành viên ở trong ekip đều sẽ tuân theo cái đó mà làm, nên sẽ rất là nhanh để xử lý những câu chuyện. Còn không 350+ đứa bé trong một đêm diễn cùng với lại mấy trăm bộ đồ, bao nhiêu con người, bao nhiêu make up, nhà thiết kế này nọ, rồi hậu trường, rồi khán giả, nếu mà ai cũng có việc mà mình không biết làm gì, mình không quyết đoán, mình không đàn ông tính thì mình sẽ rất khó xử lý. Không phải là quá nhiều nhưng mà cũng là chứng kiến cảnh chị mình làm những các bé thấy là quá vất vả rồi, vừa về đường vừa về bến á, thì chị có thể nói cho mọi người biết là làm thế nào để mà chị có thể được cái tính cách của chị để chị có thể tiếp xúc với các bé là vừa thỏ để vừa có thể tình cảm. Thực ra thì với Xuân Lan thì khi mà có thỏ đó, mình rất là yêu con, mình cảm nhận được là khi mà mình có con, cô giáo đối với con mình thế nào thì mình mong muốn làm sao thì mình sẽ đối với lại các con của những phụ huynh khác như vậy, mềm mại. Nhưng mình cần một có một cái quy nghiêm để cho các con có thể nể sợ và các con nghe lời mình. Có rất là nhiều bé mà cưng cưng cái là sẽ quậy, sẽ rất là ồn, sẽ chạy nhảy, sẽ nghịch phá, nhưng mà vì cái sự chuyên nghiệp, đưa ra cái sự chuyên nghiệp và cái hình ảnh là các con phải chỉnh chu, là các con sẽ rất là ngoan. Thì khi mà mình dạy con mình thế nào thì cái tâm lý làm sao thì mình áp dụng lên các bé. Không thể quát nạt, chỉ giải thích, chỉ phân tích nhỏ nhẹ, ngọt ngào, nhưng nó phải có một cái chút quyền lực ở trong đó thì các con sẽ rất là nghe. Và đó là cái cách để Xuân Lan tương tác được rất là nhiều trẻ. Và bây giờ bé nào gặp cũng cô Xuân Lan chạy lại mà ôm chầm một phát, một là mấy trăm đứa nó ôm là mình chỉ có bẹp nhúm rồi. Bây giờ Xuân Lan chuẩn bị vào cuộc họp báo, xin gửi lời chào khán giả của Thế Giới VBiz, Bí Mật VBiz. Hy vọng là mọi người sẽ theo dõi truyền thông cũng như là những cái clip mà anh Trung sẽ chia sẻ về tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam vào tháng 7 năm 2020 nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.